Khách quan mời dùng. Món của ngài đây. Ta đã tìm cả trong lẫn ngoài mấy lần rồi, vẫn không dấu vết của mùi mùi ta. Ta thấy thật kỳ lạ, mới đi đâu được chứ? Ta tìm Kinh Thiên cũng không được. Hai người họ không biết có đi cùng nhau không? Vấn đề là Lầu Huyên cũng không thấy. Bình thường cái tên Lầu Huyên đó nhìn thấy mụi mụi ta luôn có bộ dạng rất kỳ lạ. Có phải là lừa mụi mụi về nhà rồi hay không? Cái đầu củ đậu của đệ suốt ngày nghĩ cái gì không đâu. Đệ chỉ sợ mụi mụi bị thiệt. Mụi mụi mà xảy ra chuyện, đệ nhất định liêu mạng cái tên Lầu Huyên. Hai người có thể cho ý kiến mang tính xây dựng được không? Nói đi nói lại, ta đã tìm hai ngày rồi, bây giờ hai người nói phải làm sao đây hả? Nhiệm vụ trước mắt là phải điều tra cho rõ ràng nơi cuối cùng mùi mùi xuất hiện là ở đâu. Ta quyết định rồi, ta phải đến tìm Tịnh Từ đạo trưởng. Bà ta biết bói quẻ, ta sẽ nói bà ấy bói xem rốt cuộc mùi mùi đang ở đâu. Tịnh Từ đạo trưởng, Tịnh Từ. Tịnh Từ đạo trưởng, bà đừng có ngủ nữa có được không? Mùi mùi mất tích rồi. Ai mất tích? Mùi mùi ta mất tích rồi. Lúc nãy cậu nói là ai mất tích vậy? Ta nói bà đừng có ngủ nữa, bà mau tỉnh lại đi mà. Ta, đạo trưởng, sao ta là không thể động đại vậy? Đạo trưởng. Ngũ ca, là Quynh hả? Ngũ ca, Quynh mau đến cứu đệ đi. Không có thời gian, ta giao băng đi tìm muội muội. Các cửa khách sạn đợi đi. Đừng mà, đừng bỏ đi, đừng bỏ ta một mình chứ. Muội muội rốt cuộc muội đi đâu vậy? Muội muội, muội đi đâu vậy? Hình như chúng ta lại quay về chỗ cũ. Đúng rồi. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Chúng ta quay lại bốn lần rồi. Quynh nhìn ở đây kìa, ở kia nữa. Một chút gió cũng không có, chút tiếng động cũng không. Tiếp tục như vậy, làm sao mà phá trận được đây? Không đúng. Hình như ta từng ở đây rồi. Mùi nói trước đây hả? Từng cây hoa ngọn cỏ ở đây mùi cảm thấy rất quen thuộc. Chắc là mùi từng ở đây rồi. Bây giờ mùi cảm thấy chúng ta như là con cá đang bị giam trong lu nước vậy. Có xoay chuyển cách mấy cũng trở về vị trí cũ thôi. Ở chỗ đó nhất định là mình từng đi qua rồi. Mình nhất định đã đi qua rồi. Sư phụ, người mà người cần con đã dẫn đến rồi. Đứng lên đi, thật là hảo đồ nhi. Nhưng mà sư phụ chưa có quên chuyện trước đây ngươi cùng Nhật Tuyên giam sư phụ lại. Sư phụ, nơi đó vừa tối vừa lạnh, hơn nữa không có người bên cạnh. Sư phụ vô cùng cô đơn. Sư phụ. Ngươi đừng sợ. Sư phụ biết. Ngươi nhất định là bị Nhật Tuyên làm cho hư thôi. Thế nên sư phụ không trách ngươi. Không phải, không phải. Không phải đâu sư phụ.
sư phụ tha thứ cho ngươi đó. Nhưng mà sư phụ ở nơi đó quá lâu, sư phụ cũng có hơi giận. Sư phụ bị giam ở nơi vừa tối vừa lạnh, lại còn ẩm thấp nữa. Sư phụ phải trừng phạt ngươi như thế nào đây? Ngươi đó, sao lại không nhớ? Nhưng vì sư phụ nói với ngươi hả? Ngươi quên rồi, ngươi chính là sao chổi. Ai ở cùng với ngươi đều phải chết cả. Lộ Lâm ca ca, Lộ Lâm ca ca. Lộ Lâm ca ca, Lộ Lâm ca ca, Quỳnh tỉnh lại đi. Lộ Lâm ca ca, Lộ Lâm ca ca, người xem đó, không ai cần ngươi cả, không ai yêu ngươi hết, không có ai yêu, cả đời phải sống trong cô lẻ, đau khổ một mình, giống như sư phụ đó thôi. Sư phụ đã nói với ngươi rồi, sư phụ ghét nhất là bộ dạng khổ sở đáng thương của ngươi. Muội muội Khuynh Thiên, muội muội Khuynh Thiên, cô đang ở đâu? Tiểu sư muội, muội muội tiểu sư muội, muội muội tiểu sư muội, muội muội tiểu sư muội. Bị thương ở đâu vậy? Quynh làm cái gì vậy? Đi, để ta xem cô bị thương ở đâu. Sao mà bất cẩn quá vậy? Đi đường mà cũng để bị ngã được sao? Vậy thì sao? Cần Quynh lo à? Bà thích quản. Dù sao ta cũng không cần Quynh chăm sóc. Một cô gái mạnh mẽ đi làm cái gì? Nhìn đi, bị thương rồi đó. Lo chuyện của mình đi. Con gái các người chỉ nên ở trong nhà, chuyện nguy hiểm phải để cho đàn ông làm, dướng tay dướng chân. Một cô gái rất đáng yêu. Tiểu sư muội, muội muội, muội muội, cô ta là ai? Tiểu sư muội, cô ta là ai? Cô ấy là Đỗ Giao Băng. Cô ta từ đâu đến? Thái Ất Sơn. Ngươi biết rõ như vậy sao?
Lâu như vậy rồi, con đã tìm được kết quả mà con muốn chưa? Vẫn chưa. Chúng ta tranh chấp nhiều năm, đã dứt bỏ được chưa? Có thể sao? Con vẫn là cố chấp. Mùi không đi nữa đâu. Mùi phải nghỉ ngơi một lát mới được. Mùi đi từ lúc trời tối cho đến sáng, rồi từ trời sáng đi đến sắp tối. Mệt chết đi được. Thôi được rồi, xem chúng ta thoát khỏi chỗ đó đi. Đúng vậy, ít nhất chúng ta không có về chỗ cũ nữa. Lúc nãy chúng ta muốn thoát khỏi nơi đó, ngược lại cứ đi về chỗ cũ. Sau đó chúng ta không có mục đích mà cứ đi lung tung, ngược lại ra khỏi chỗ đó. Bên trong có phải có liên quan cái gì không? Trong đêm tối, lúc khí của thiên địa âm dương tương xung, ngũ giác của con người hoàn toàn biến mất, thì sẽ gặp quỷ đánh tường. Vậy phải làm sao mới phá giải đây? Con cảm thấy nên phá giải như thế nào? Con biết rồi. Trước tiên là phải phong tỏa hết tất cả ngũ giác của mình lại. Ta cứ thuận theo ý nó, không nghe, không thấy, không nghĩ, không ngửi, không sợ. Thời gian giao thoa ngày đêm cũng tức là thời gian ở đây mặc kệ thay đổi như thế nào, thời gian bên ngoài đều là khoảng thời gian ngày đêm giao nhau. Vậy cũng không đúng. Có thể là ở đây không phải nơi tồn tại thật sự, cho nên có người đang khống chế thời gian ở đây. Nếu có thể khống chế thì nhất định có thể phá giải rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không thấy, không nghe, không nghĩ, không ngửi, không sợ, tức là đừng để ý nữa. Nhật Tuyên, Nguyệt Ánh, mùi nhớ rồi. Mùi xin lỗi. Chúng ta không thể nào ở bên nhau được nữa. Nguyệt Ánh, lúc nãy mùi còn khỏe mạnh cơ mà. Nhật Tuyên, Nguyệt Ánh, cũng may trong thời khắc cuối cùng này, nhớ đấy, mùi yêu huynh. Mùi nhớ rồi. Không phải. Không phải. Vẫn không phải. Thất tuyệt. Thất tuyệt của vô sát tiên nhân. Thất tuyệt. Thì ra là như vậy. Nghĩa là sao? Biểu ca huynh xem này, tâm pháp thất tuyệt này là tâm huyết nhiều năm của vô sá tiên nhân. Bên trong có rất nhiều thứ mà người thường không thể hiểu, nhưng ở trong này lại còn có một mâu thuẫn rất lớn. Người phải triệt để vô cầu vô dục, nếu không sẽ không thể luyện thành thất tuyệt.
Không sai, người không thể triệt để vô dục, vô tình. Cho nên không có ai có thể triệt để luyện được thất tuyệt. Người cưỡng cầu ắt sẽ hại thân. Ở đây còn một quyển nữa. Trong sách này ghi chép rất nhiều cách giải độc. Chắc là sách nữ sư phụ đã từng thử trị cho Nhiễm Nhiễm rồi. Biểu muội, muội xem nè. Lâm Lan, nào, cẩn thận. Cẩn thận. Nào. Trời ơi, sao lại đến đây? Tất cả Ngũ ca, biểu tỷ, Tam ca, sư tỷ, các người. Nhiễm Nhiễm, mọi bình tĩnh đi. Họ không phải là người thật đâu. Sao lại không thật được? Họ đều đang đứng ở đó. Nghe ta nói đây, đại ca Tần Thao của ta cũng ở phía trước. Nhưng huynh ấy đã qua đời lâu rồi. Hơn nữa đã nhập thổ Di An, cho nên vốn không thể xuất hiện ở đây được. Thật sao? Không nghe, không thấy, không nghĩ, không ngửi, không sợ. Dừng tay. Ta định hỏi muội, muội làm sao có thể khiến cho quái vật nghe lời hả? Mà cũng không biết. Nhiễm Nhiễm, nghe ta nói, một ý thức được một chuyện này không? Chuyện gì? Trên đường chúng ta đến đây luôn có một giọng nói không thuộc trong ảo giác này. Nếu mùi muốn phá trận, có phải có liên quan đến giọng nói đó hay không? Đúng rồi. Không phải phong tỏa ngũ giác, mà là phong tỏa tứ cảm. Chỉ cần chúng ta luôn đi theo giọng nói đó, nhất định có thể phá trận. Muội muội, Khuynh Thiên, muội muội. Nhiễm Nhiễm, đi phía này. Tiểu sư muội, muội muội, Khuynh Thiên. Tần Lãng, đi theo muội. Lát nữa bất luận muội đi đến đâu, Quỳnh cứ đi theo muội là được rồi.
Mặc kệ phía trước là núi đao hay biển lửa, hay là vực sâu vạn trượng, chỉ cần muội đi về phía trước, huynh đừng có cản muội. Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, núi cao biển lửa, chỉ cần muội tiến về phía trước, ta tuyệt sẽ không thối lui. Tiểu sư muội, đi về hướng này. Tiểu sư muội. Người đến rồi sao? Muốn giết ta thì cứ đến đi. Đạo trưởng, xin bà hãy bình tĩnh. Ta đứng đây suốt một ngày rồi. Ta muốn đi tìm muội muội của ta. Đạo trưởng à, bà tha cho ta đi mà.